chào bà con và các bạn, mình tên là Trường, hiện nay đang công tác tại tập đoàn Tân Minh Hoàng, chuyên gia về thuốc thủy sản đặc trị cho tôm. Địa chỉ hiện tại là 107 Đống Đa, phường 2, thành phố Bạc Liêu. Trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến bà con về một chủ đề rất là tuyệt vời, đó là chúng ta cùng tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện đại nhất tại farm nhà anh Hoạt ở ấp Rồng Nhãn, xã Hiệp Thạch, thành phố Bạc Liêu, với phương pháp phát triển và phòng ngừa các bệnh tôm từ phân trắng, tức thuộc thịt, tột xác, không cứ vỏ đến tất cả các loại nấm. Thì hôm nay chúng ta cùng đi tham quan farm của anh. Để anh đã chia sẻ được những điều này, có thành công được như ngày hôm nay thì anh đã trải qua rất nhiều thất bại. Từ đó và anh đã rút ra kinh nghiệm là một người nông dân áp dụng với công nghệ. Thì lấy từ sau đó anh lấy từ kinh nghiệm và anh giúp đỡ bà con cùng thành công với mình. Và hôm nay anh đã nhận được cái bằng khen đạt danh hiệu nông dân xuất sắc, nông dân Việt Nam xuất sắc nhất năm 2022 toàn quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội. Và anh đã chia sẻ quá trình này với những công việc là thăm tôm, thăm ao và phải yêu con tôm như yêu chính bản thân mình, và còn hơn thế nữa để giúp được thành công trong suốt quá trình nuôi vừa qua. Và anh trong 3 năm trở về đây, anh đã thành công rực rỡ với mỗi một mùa vụ như vậy thì anh đạt từ 70 đến 80 tấn tôm, và anh cũng đã giúp cho rất nhiều bà con thành công cùng với anh, nhất là những bà con có đất và kinh tế đang còn hạn hẹp thì anh đã hỗ trợ cho bà con thành công hơn và xóa đói giảm nghèo, có công ăn có việc làm và trả được các nợ rất là nhiều. Thế thì với phương châm là người nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc năm 2022 thì tới đây anh sẽ thành lập thêm hợp tác xã, đó là hợp tác xã nuôi công nghệ cao Phúc Thịnh tại ấp Rồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, để giúp cho bà con lối xóm thành công hơn nữa trong công cuộc làm nông của bà con. Về đấy, chúng ta tham quan ao của anh đấy. Ao đây là tổng diện tích của anh là 3 hecta và hiện tại anh đang thả tôm rất là tuyệt vời. Khi được anh chia sẻ tất cả những kiến thức, những trải nghiệm, những khó khăn, những thất bại, và anh đã đúc kết ra những cái bài học và anh đã có những cái kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ví dụ như là anh chỉ cần nhìn màu nước, nhìn bọt thì anh cũng đã phát hiện là tôm sắp bị bệnh, thì anh đã phòng ngừa và điều trị trước đó chứ không để xảy ra tình trạng là khi bị bệnh rồi chúng ta điều trị. Thì anh đã phòng ngừa trước đó từ 3 đến 5 ngày nên là gần như các bệnh tật và các cái vi khuẩn đã được đẩy lùi từ trước. Đây là một ao tôm rất là tuyệt vời của anh. Đây được 16 ngày tuổi và tới đây anh sẽ sang ao bên cạnh. Đây chúng ta sẽ cùng thăm tôm của anh. Đây tôm được 16 ngày tuổi. Tôm rất là khỏe và mạnh. Thế thì anh đã chia sẻ những cái điều rất là quý giá từ một người nông dân, lấy kinh nghiệm từ nông dân đi lên nên anh đã thành công rất là chắc chắn và bền vững, giúp cho anh thành công hơn. Ngoài và giúp cho bà con lối xóm xung quanh của mình có một những cái vụ mùa thành công. Và đặc biệt là anh là một người rất là nghiêm ngặt trong các cái sử dụng thuốc, quá trình chăm sóc tôm để có đàn tôm khỏe mạnh, phát triển tốt, đạt năng suất cao. Nên khi mà sử dụng thuốc thì anh rất là nghiêm ngặt và từ đó thì năng suất phát triển lớn, cao, và hạn chế sử dụng thuốc, hạn chế đưa những cái thuốc không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ và không đạt hiệu quả. Từ đó thì
anh có một vụ mùa thành công và đặc biệt là cũng giúp cho rất nhiều người người thành công. Đấy, trên đây là những cái chia sẻ về các phương pháp và những cái cách làm được tốt hơn nữa, hy vọng có thể giúp cho đỡ cho bà con có nhiều kinh nghiệm hơn, được tốt hơn, cho năng suất cao hơn. Cần hỗ trợ và thắc mắc thì bà con có thể liên hệ với anh Hoạt hoặc với tập đoàn Tân Huy Hoàng để được giúp đỡ nhiều hơn. Và xin cảm ơn bà con đã lắng nghe và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.